Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ so sánh Chana X với Chana Y con đồng mạnh hơn nhé. Rồi, mình vô game nhé. Game là Thế Giới Tinh Linh. Hồi xưa gọi là Lại Chiến Pocket. Ok, bắt đầu chơi. Ok. Mình sẽ so sánh giữa con X với con Y. À. Mở tí nhạc. Ok. Bị lớn tí. Alo. Alo. Hôm nay mình sẽ so sánh giữa con Chana Ý Chana Ý đấy với con ấy Chana Ý cái Chana nó Ý. Ok, hôm nay mình sẽ lập càng vì có quà không nạp tiền linh quà hot không Chana Ý đấy, giờ mình sẽ nạp càng một phi vợ cho bạn biết rồi, mấy bạn muốn nạp thì nạp thử đi, có nạp được không? Đấy. Cái này là mobifone 200. Ấy, sai hả? Vâng, lầm à? Trời, trời sao? What the hell? Để xíu nha. Đâu? Nó lại, Hai, không hai ba bốn bảy tám không bảy bảy đấy vô làm phim đấy, mình đã làm 1.000 xu là 200k. Rồi tiếp theo mình sẽ làm 250k bằng một account background đấy, mấy bạn hãy like giùm mình đấy. Đấy. Để có mình cái động lực làm video tiếp theo. Mấy bạn nạp thử đi. Có nạp được không? Một, ba, hai, ba, tám, hai, ba. Ok. Đấy. Ok, đó. Đăng tiếp, tiếp năm luôn. Đấy. Nạp 300k là khoảng như tiền ra 750.000 bằng một assassin cover god gì đó không. Rồi mình nhận cái event trước nha. Đấy, đứa con là Ola Ola Mario Wa cái ngành như cứ đấy. Đấy, nhận. Ok, con này thuộc hệ gì đó ai đỡ đấy, ở gì nữa ở hồn nửa hồn lớp khi chiến đấu có mặt Alabama sẽ giảm 10% tất cả phe ta chịu được sát thương. Rồi khi chiến đấu tăng làm con này cũng mạnh. Ok. Cho cái rương gì? Rương lão cụ đeo. Dùng xong lão cụ đeo ngẫu nhiên 2-4. Ok, nhận luôn. Mình mới quan trọng nè. Cái này nè. Tăng sức mạnh 30% đam. Ủa, nào. Ngon. Nè, cái này hả? Cho bạn con bút. Khi bắt đầu chiến đấu sẽ có một hộ thiên chống lại
trân trọng đó, sự lương cái này là tăng bắt đầu đến phần trăm cái này là quan trọng nè, mình làm không chụp lấy cái này thì bắt đầu lan có 50% độ được anh chụp à mày à nhưng vật chính của chúng ta là gì rồi M Ischana à, cái này nữa là sức nguyên tố bốn tăng 50% grip vũ khí cộng sao tên lửa khác à trời ơi lát mình sẽ phân tích sao mình hết trước đó sướng hết tiền luôn mấy bạn hãy like comment thôi không mình quay 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 tí 6 lần đấy quay 250 ngàn 500 ý lời 500 trừ 2 lại 800 ok còn 5 lần quay tiếp 2.500 ok tiếp tục còn 4 lần 2.500 yes rồi 2.5 ok còn 3 lần ok quay tiếp 2.500 No. Oh my god. Lỡ có cho 500. Nó đã có 50 và cho cái này nè. 2.500. Ê từ xoay cái lấy cái hên. Đấy. Rút 10 lần. À lấy cái hên cái. Ok. Xoay tiếp. 2.500 No. Cái này đi, hai cái này cũng được. Lần cuối cùng. Ôi trời ơi, lần cuối cùng. Cho em lời 2.500 đi. 2.500. Lần có 800. Thôi. Được 700. Bôi à. Hôm qua được thể lực cái đường cái quả pocket. Đấy, còn thiếu 200. Từ từ ăn lỗi luôn. Lên phép trước. À, xong ra 2.500. Dạ có 550 là có 50 là yên chi chơi buồn ai mấy bạn hãy like hoặc share giùm mình nha để của mình có tiền có động lực làm video tiếp theo nhanh trời ơi lên cấp lên what the fuck vô luôn làm gì nhau à quá cho anh ta heo ok giờ mình tới tiết mục chính của đây đây đâu rồi ai mình giới thiệu trước nha con này mình chưa có Tranatrariazai máu là 2k1 tốc độ thì 650 sao đam thì 1909 giáp 1103 còn cái tăng 705 ra ram thì phát phép vừa 539 con này không phải là xuất dạng mạnh. Ok nó này đây. Lửa liền
tạo sát thương bản thân cũng chịu 20% sát thương phản lọt. Là 3.000. Gió nóng tạo sát thương lửa lên tất cả lực, có 580 uy lực, ở trên là 560, ở đây là 25. Cánh đập tạo sát thương bay rip xong, bay cao 1 hiệp, CD 2 hiệp, tấn công có tỷ lệ bạo kích. Luyện ngục tạo sát thương nữ 75 uy lực kiều tăng riết. Ok, cái gì hồi nãy đâu à? Leo thử. Ok, giờ mình so sánh nha. Ok, lấy con này so sánh luôn đi. Không, đây là có cái in tiêu nó trước nha, là tạo lửa sát thương bản thân cũng chịu 20% phản lọt. Cái này là 500 mấy, còn con kia thì 1000 mấy. Tức là in tiêu của con này mạnh hơn in tiêu của con ít, uy lực có 55 à, còn bên kia là 160. Ở đây là chủ yếu là lửa, còn bên kia là con rồng, hải rồng và lửa. Rồi, tới cái chiêu thứ hai là gió nóng tạo sát thương lửa lên tất cả cái lực. Ok, là 25. Còn bên con ít á thì cũng như nhau, là cái chiêu này bằng, tức là con kia hơn một chiêu. Rồi, chiêu thứ ba, cánh đập tạo sát thương bay xong, bay lên cao có tỷ lệ bạo kích. Còn con kia thì tấn công tất cả nghệ lực, tạo sát thương hệ bay riết, bay một hiệp, CD 2 hiệp, không có lợi là gì ta, bạo kích. Con này có, con kia không có, không đó, thua hai kiều đấy. Chị thứ ba, dùng móng tấn công hệ rồng, tức là mấy con rồng á thì sẽ nhân loại làm lên, y được kêu là 75. Còn con này thì tạo sát thương hệ lửa rip, tức là hệ lửa. Nói với con rồng thì không sát thương mạnh. Rồi 75, tức là con này hơn con ít tất cả các kêu luôn. Không, uy lực 160 nhưng mà lơn thể, nhưng mà con này là quần thể nhưng mà rất yếu. Mình thử rồi nào, con này nè, con mình nè, rất yếu luôn. Không, mát cũng là 1200, cái này mát chắc cũng khoảng 9-2000-3000 gì đó, tức là yếu hơn quá trời luôn. Còn EQ này nó chỉ áp dụng mấy con thôi, như con rồng thì nó sẽ nhân loại làm, còn mấy kêu này thì hay bình thường, yếu, con này yếu hơn, nhưng mà không phải rồng và nữa, và nó đẹp hơn con kia nhiều, đúng không? Không được, trời ơi, đẹp phải bà luôn, đấy, nó đẹp không? Đẹp hơn nhiều, nhưng mà nó không mạnh bằng con kia. Đây, cái này là không có hiệu ứng gì hết luôn. Sao bắt à? Đấy, chỉ có quả cầu đửa cái lại chút xíu, năm cát kêu cho bé bạn coi luôn. Từ từ mình sẽ lấy cái này trước. Đây, ok. Quét 3 lần. Cho lên hết kêu, giờ mình sẽ test kêu cho bé bạn coi cái kêu nào đẹp hơn. Đấy, cho nó lên level 30 trước. 1 2 3. Ủa, đấy,
F20 được rồi. Ok, thân mực. Mày không cần cái kì. Đấy. Đây, mình sẽ tìm luôn. Ôi, xui vậy. Theo. Ôi, thiếu hai cái. Trời ơi, siêu xui. Đấy, cái này hên lại, hên đó, hên đó. Rồi, qua bên kia. Ôi, má bốn trái, không có cái nào luôn. Mình đi hang thu trước. À, không, mày ăn kia, ăn hết luôn. Điện không? Mình lấy con này. Ok. Ok. Quất. Cái này đừng nói cái con rồng trăm ai ít. Thì nó hệ rồng. Nó sẽ giết rất nhanh. Thôi, bỏ qua đi. Không, có 16% rồi. Mình lấy đồ thôi. Cho nó. Rồi quay trở lại nha. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục tìm mấy cái này là hương thần bí. Lấy lên level 20. Ôi xui vậy. Có một cái. Ôi. Trời ơi, anh gì mà xui thế. Cho em xin 4 cái. Có 1 cái. Trời, một má ba lần, quyết ba lần có một cái. Trời ơi, quá ta luôn. Giờ mình sẽ nâng cấp lên. Đột phá. À, có kêu rồi. Đó. Trời. Đó. Nào, cái duyên cũng giống như con cha này ý của mình. Mình có hết rồi. Đấy. Không, mình tới con kia là 45. Mình chưa rảnh lên 55 cái đó. Con này cũng học 45 level. Ok. Bây giờ mình test skill cho mấy bạn xem. Theo. À, đây. Ở đây nước. Ok, cũng được mà. Nhưng mà từ từ. Chu đâu rồi? Ê rồi ấy, sao làm gì? Đi chết dữ. Hai cái này đi. Ok. Sao tự nhiên hai cái sao vậy? Ok, cái này. Mình sẽ test skill cho mấy bạn coi. Vậy. Từ giảm cái này. Đây, bên này. Quần thể nè. Lân thể. Quần thể. À, quần thể chứ nha. À. Thôi, cũng ok, kêu cũng là. Cái này lân thể. Rồi, không biết. Trời. Cũng đẹp chứ. Cái này là lân thể, con kêu quần thể. Ok. Rồi, cái kêu cuối nha. Chỉ là lân thể thôi. Tạo sát thương bay xong, bay cao, một hiệp tấn công để lại tạo kích. Ok. Đó. Kêu cuối cùng nha. Đó. Trời ơi, quả cầu đứa, giống như là con Sasuke. À sao? Đúng, cái là Yasu. Mình sẽ cho coi lại kêu quân này. À, chưa bay chưa đi ha. Thấy chưa đó. Đẹp không? Cái này chỉ là lân thể, không với quần thể, con kêu quần thể hết. À. Tới lập cánh. Sao? Nó chiều giống gió. À, hai luồng gió bay ra. Đó, quần thể.
tức là hai kêu quần thể, một kêu ấy một kêu quần thể, hai kêu đơn thể. Hồi nãy bị kêu cuối cùng rồi. Đó, đẹp không? 200k của tôi đây. Đẹp, thấy đẹp, thấy rất là đẹp. Rồi tiếp tục, mình sẽ test con Chana ít cho các bạn xem lại. Ở trước video mình đã test con này rồi. Không thể, như là không thể hai con đi chung nữa. Không, không thể đâu, không thể ra đấy. Trong test này đã có phép không thể. Ok, hiểu không? Còn ok, chấp nhận. Dạ, test thử nha. Đấy. Nè. Lân thể, quần thể, quần thể bên hồi hồi nãy con kia là lân thể quần thể nhưng mà lam cao hơn rồi đó, kia màu xanh rất là đẹp. Nhưng mà trong mấy map mình cao á thì nó yếu đấy. Anh tiêu nha. Dạ mình sẽ bay luôn, fire cho mấy con. Đó. Quần thể nó một hit, mình giờ kêu này thôi. Chứ hai kêu thường không sử dụng. Kêu này là mình sẽ không sử dụng. Thì nó rất yếu. Quýnh không được ai luôn á. Mình sử dụng kêu này để giết con rồng thôi. Cái kêu này bay lên nó hơi chết. Còn chiêu cuối thì phới. Hay phới luôn á. Nó nên tiêu không chút xíu máu. Đúng không? Đẹp không? Quá đẹp. Tất nhiên rồi, em cũng 200k đó. 200k đó. Trời ơi. Bằng background. Một game, hai game background hoặc là một game mà assassin gì đó. Bên team event, nhìn những cái nha. Đấy. Nhận luôn. Đó, cho level luôn. À, Hồng, bạn thấy không? Con ít thì nó chỉ quần thể sử dụng có hai chiêu. Chiêu rộng thì chiêu rộng chỉ lên sát thương rộng nó mạnh thôi. Mấy con kia nó yếu lắm. Còn chiêu bay thì của con ít thì nó quần thể, mình thường bổ thuật vào chiêu đó nhiều. Còn chiêu ba là phun lửa. Phun lửa thì nó chả làm được gì hết á. Tham yếu lắm. Còn chiêu anh tiêu của con ít cũng vậy, phơi. Tức là bốn chiêu. Mình thường xả có 1 chiêu à. Còn chiêu kia lấy mấy con rồng mình cũng xài. Còn con ít thì mình mới đi chơi nên chưa test hết. Thì nó đang yếu. Nếu mình lên 10k mình sẽ test thử nha. Từ cái này đang mới làm chỉ còn 50k 30. Thế là mình tóm lại con mỗi con đều có một đặc điểm khác nhau. Đây con này mỗi con đều có một đặc điểm khác nhau. Cái kiểu này gọi là cũng phới. Búp 75 nhưng mà cũng hơn. Hơn con ghi nhiều. Sát thương chỉ là lên thể. Có tỷ lệ bạo kích. Còn con kia không có nhưng mà quần thể. Tạo sát thương lên deep tất cả lượng. Cái này cũng yếu nè. 25 giống như con kia. Tức là thường là sai có. Kêu này với kêu in tiêu là lam cao nhất. Đúng không? Nó lại có một cộng là 900 mấy rồi. Để vào 241. Chiêu này cũng được. 3 chiêu, sao được 3 chiêu. Còn chân kia thì mình thường xài chiêu này nè. Round. Chỉ giết con mấy con rồng thôi. Còn con cái chiêu này mình thường sử dụng nhiều. Nó không có mạnh. Yếu. Nên mình sẽ thay đổi con đó bằng con này. Nó làm to hơn nhiều. 10k 75 bi lần, 70 bi lần, 100
40. Tuy nhiên là hình tiêu xong thì nó sẽ giảm sức mạnh tấn công, nên mình cần con này bước máu cho nó. Ok. Không, mình có bí truyền. Ê, lát mẹ họ. À, bí truyền. Ê, sức mạnh tấn công nó 50. À, hộ vệ. À, cái gì 50% độ. Rồi, 30% riếp. Trời ơi. Nó, đâu? Từ. Mình sẽ đi bộ. Khoai hàng. Ê, tao mới nạp 200k đấy. Thằng ngu này mới nạp 200k đấy. Có ai thấy không? Thằng ngu này mới nạp 200k. Ê. Rồi, video này cũng xin hết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video mình. Nếu bạn thích thì hãy like cho mình một phát. Nếu các bạn muốn xem video mới của mình, hãy subscribe nha. Nếu thấy các bạn mà thấy hài vui, hãy share giùm mình cái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại vào video khác nha. See you again. Bye bye. It's caught in the crossfire.